Đó, em chào mọi người đã đến với kênh bán hàng đồ nghề của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha, 0334830843 nè. Rồi, trước khi liên hệ thì mình cập nhật mấy cái món hàng nó đã bán hay chưa. Em cập nhật ở dưới cái tiêu đề của cái video ha. Mọi người bấm vô kéo xuống sẽ thấy ha. Rồi, theo dõi mấy cái video mới thì mọi người bấm vô cái nút đăng ký kênh đó. Để nó cập nhật về cho mọi người cái video mới nhất. Rồi, hôm nay là cái video 71 nha. Có mấy món như sau. Đầu tiên là cây hước ha. Cây hước của Shinhwa nè. Cây hước Nhật Shinhwa. Hước góc vuông ha. Chiều dài nó là 50. Cạnh ngắn là 25. Cây này nó chưa có sử dụng luôn mọi người. Mới nguyên bao luôn nè. Đó. Đây có hình con heo. Đây là hước Shinhwa, thương hiệu Shinhwa, có logo chim cánh cụt. Rồi, cái cây hước Shinhwa này có mã là 7101 nha, giá bán 300 ngàn. Tiếp theo là một cây hước nữa, cây hước của Shinhwa luôn, hước kẹp. Hước kẹp Shinhwa mới luôn, còn nguyên bao nha mọi người. Đây. Đây là cây hước kẹp Shinhwa. Kích thước là 150 mm ha. Đây. Rất là đẹp luôn. Cái hướng này thì nó có hai cái này, không biết là đo cái gì nữa. Đây thông số nè mọi người. Đây. Số series của hãng nè. Rồi, cây hước kẹp Shinhwa 150 mm. Đây. Có mã là 7102 ha, giá bán 600 ngàn. Tiếp theo là một cái cây đèn pin của thương hiệu, đây thương hiệu nữa nè. Etro ha. Đèn pin LED. Bóng LED thôi mọi người. Nó xài 3 viên pin. Đây 3 viên nhỏ này nè. Pin 3A đó. 3 viên. Cái này có cái quay cài như cây bút vậy. Thân này nó bằng nhôm đúc ha. Đây kích thước nè. 16 cm. Và đặc biệt cái này nó có 500 đây nha mọi người. Đây. Đây là nó có 500 nè. Mọi người sử dụng sẽ gắn lên trên tường á. Cửa sắt đi đó. Rất là tiện dụng đó. Đây. Rồi cái cây đèn pin này có mã là 7103 nha, giá 300 ngàn. Tiếp theo là một cái đĩa cắt.
đĩa cắt của Nhật. Đây đĩa cắt hợp kim ha. Đây nó còn nguyên tem luôn, chưa sử dụng. Đây cái đĩa đây. Kích thước nè, 105 x 18 x 7 x 20. Đây cái lỗ này là 20 mọi người. 105 là cái đường kính này. Rồi, 1.8 là cái mili đây, 1.8 độ dày. 7 7.0. Rồi ở đây là nó chạy mát tua đó là 14.500 vòng luôn ha. Rất là cao, thích hợp anh em gắn vô máy cầm tay nha. Đĩa này cắt là hợp kim luôn ha. Cắt. Đây nó bằng hợp kim nè. Nhôm sắt. Cắt ống thép. Đây cái sơ mi của nó. Sơ mi là nó giảm xuống 15. Đây. Cái lòng nó 20, sơ mi này nó xuống 15 nha mọi người. Rồi cái đĩa hợp kim này á. Tay gắn máy cắt này là mọi người, máy cắt cầm tay nè, đây cái hình máy cắt này. Đó. Chiên ngắn cho máy cắt cầm tay ha. Nhớ mang bảo hộ khi sử dụng nha mọi người. Mắt kính. Rồi cái đĩa này có mã là 7104 ha, giá bán 300.000. À, tiếp theo là hai cây hước của Shinhwa. Đây, cây hước góc 45 độ. Còn khá là đẹp. Shinhwa nè. Một cây góc 90 độ cũng rất là đẹp luôn. Shinhwa. Thương hiệu chim cánh cụt ha. Rồi thôi. Em bán một cặp hước luôn ha. Cặp này nó giá là 300.000. Mã là 7105 nha. Rồi tiếp theo là một cái compa cắt giấy nha. Đây. Compa này nó cắt giấy nha mọi người. Đây có cái lưỡi cắt nè. Cái lưỡi cắt này của Nhật nè, của hiệu Alpha. Đây bên ha. Đây bên dưới này là cm nè. Có hước đo cm luôn. Khi xài xong mọi người đóng lại. Đây đóng cái lưỡi lại ha để nó an toàn. Đây là mình chỉnh để đường kính của cái đồ mình muốn cắt nè. Đây là cái chống tâm. Chống và mình sẽ quay bằng cái này. Quay bằng quay cái lưỡi cắt này. Rồi ở đây nó mở ra kích thước là cỡ 11, là bán kính 11 cm nha mọi người, to nhất luôn á. Bán kính nó 11 rồi nó nhân lên là thành ra 22, đường kính cái vòng tròn là 22 ha. Rồi đây nhỏ nhất nè. Nhỏ nhất là 2 cm nhỏ nhất ha. Bán kính là ra 4 cm cái đường kính á.
một vòng tròn 4 cm. Rồi cái cắt combo này có mã là 7106 nha, giá 200.000. Tiếp theo là về một cây mỏ hàng chì của Hanko luôn, 80W, xài điện 100W nha mọi người, xài điện của Nhật ha, đây còn nguyên ha. Đây 80W cái mỏ hàng bằng đồng của Hanko luôn. Đây. Rồi cái mỏ hàng chì điện 100V này có mã là 7107 nha, giá 250.000. À, tiếp theo có 4 món này, 4 món như hình nè, 4 cái hộp. Cái này giống như đựng tiêu mọi người, nó có cái lưới rây nè, với lại cái hộp đựng, đựng này của Nhật hết mọi người. Đây nó bằng inox luôn ha, đây inox luôn. Cái hộp này thì bằng nhôm nè, hộp này full nhôm luôn. Và mấy cái này bằng inox nè. Đây thì cũng có một hộp giống như vậy mà nắp nó là nắp kính. Ở đây là cái hộp đựng gia vị ha, cái hũ đựng gia vị nè, có chỗ để lên lót cái muỗng này nè, rất là dày luôn, của Nhật rất là dày, đây thương hiệu rồi. Đây kích thước nó ha, này kích thước hai cái hũ. Rồi cái hộp nhôm mọi người, nhôm này là hộp kính nha, đây kích thước nè, đây hộp nó đóng ra kính luôn, nó có gòn nè, chống nước luôn. Là cái hộp nhôm rất là nhẹ, full nhôm, đóng lại chống nước. Rồi 4 cái hộp này em bán 4 cái hộp luôn ha, có mã là 7108 nha, giá bán 300.000 cho 4 cái. Rồi tiếp theo là bộ bánh xe nha mọi người, bộ bánh xe của SK, thương hiệu này của SK của Nhật ha. Bánh nhỏ nhưng mà làm rất là chất lượng luôn, nó làm tới 1, 2, 3 cái bạc đạn nha mọi người. Đây bên trong có bạc đạn nè, đây cũng có nè. Một bộ thì 4 cái nó sẽ có 2 cái để khóa bánh nè, đây nó khóa trên khóa dưới luôn, khóa bánh và khóa cái trục luôn đó. Bánh rất là chắc, cao su còn bánh mới chưa sử dụng mọi người. Đây 2 cm, đường kính này khoảng 4 cm ha. Rồi 4 bánh xe ha, bộ 4 bánh xe có mã là 7109 nha, giá bán 250.000 một bộ. Rồi cuối cùng là cái đánh vảy cá nè, với một cây dũa dao ha, cây liếc dao. Liếc dao giống mấy người hay bán thịt họ hay liếc cái cây này nè. Đây cây đánh vảy này của thương hiệu nè, Nhật luôn ha. Nó mạ, nó xi lớp bóng này nha, chống xét ha. Cây này, cây dũa, cây liếc này còn mới, chưa sử dụng. Đây kích thước nó ha, đây kích thước nè, rồi hai cái món này có mã là 7110 nha, giá bán 300.000 hai món nha. Rồi em kết thúc cái video đây ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ ha.